Travina xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh thông tin của Travina nhé. Chúng ta đến với tin mới vào sáng hôm nay ngày 8 tháng 8 năm 2022. Tin tức về Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng. Như vậy bên Bộ Văn hóa, cụ thể là Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là ông Tạ Quang Đông đã trả lời cho báo chí. Rất nhiều báo chí đưa tin. Còn nguồn thì tôi đăng là báo Tuổi Trẻ là hai nghệ sĩ này đã về nước rồi. Thì thực ra cái thông tin mà hai nghệ sĩ này về nước thì trên một cái tờ báo NG Homa của tờ Tây Ban Nha đó cũng có đưa tin là ngày mùng 3 tháng 8 năm 2022 họ về nước ngay khi được trả hộ chiếu chứ không phải là bây giờ. Tuy nhiên sở dĩ mà chúng ta có những cái thông tin rất là chậm trễ thế này vì lý do tôi đọc báo thì gia đình của hai nghệ sĩ này không trả lời báo chí cũng như là không trả lời những cái đơn vị nơi hai nghệ sĩ đang làm việc. Bởi vì chúng ta thấy trước đó khi mà trả lời báo chí điều gì từ gia đình của hai nghệ sĩ này thì những cái vị đó cũng đều cung cấp lại cho báo chí và làm cái tài liệu cho họ mổ xẻ thông tin không đáng có vào những cái thời điểm mà cơ quan chức năng có thẩm quyền ở Tây Ban Nha đó chưa kết luận điều gì. Thì về cơ bản á, hiện nay khi mà hai nghệ sĩ này được trả hộ chiếu được về nước thì có các cái nguồn dư luận. Tôi thì vẫn bảo vệ cái quan điểm rằng là bên Tây Ban Nha đó người ta không kết tội hai nghệ sĩ thì đồng nghĩa hai nghệ sĩ này không có tội. Và cũng đồng nghĩa là cái vụ án không có nghiêm trọng như là dân mạng người ta nói. Một cái vấn đề chúng ta thấy không? Báo chí Tây Ban Nha đó rất tôn trọng quyền riêng tư của những cái người bị cáo buộc hoặc là những cái người nằm trong nghi án. Họ có hai bài viết. Ví dụ cái tờ Daily, Majuka Daily thì họ có hai bài viết và hoàn toàn không nêu danh tính hai nghệ sĩ đó tên là gì. Cho đến thời điểm này họ vẫn không nêu danh tính. Đừng có đặt câu hỏi tại sao không nêu danh tính. Đó là cái sự bảo vệ, bảo mật quyền riêng tư rất là chặt chẽ của Tây Ban Nha. Bởi vì về cơ bản là hai nghệ sĩ này có bị buộc tội đâu, chỉ là nghi án thôi, không buộc tội, không phải là một cái tội phạm cho đến thời điểm này. Cho nên họ không nêu tên là điều tất yếu. Còn bây giờ họ được trả hộ chiếu và về Việt Nam thì quan tòa mạng vẫn rất là nhiều và vẫn theo cái hướng là gì? À, trả tiền cho bị hại để được bãi nại hoặc là mua bằng tiền, mua chuộc. Cái chuyện mà ở Tây Ban Nha mà đòi mua chuộc á, thì tôi nói là đừng có nằm mơ. Còn cái việc bãi nại có hay không thì cái đó để đó chờ xem thử là báo chí có còn đưa tin tiếp gì hay không. Còn cái việc mà bãi nại tôi cũng đã nói trên báo chí, báo Thanh Niên đưa tin ý, có nghĩa rằng cái quyền mà quyết định vụ án này tiếp tục hay không, không thuộc về nạn nhân đâu. Một phần thôi. Cô gái này có thể bãi nại, nhưng mà phía công tố viên cảm thấy cái vụ này nó có thể phục vụ cho cộng đồng. Là cái vụ án nghiêm trọng thì họ vẫn tiếp tục vụ án. Vừa rồi thì báo Thanh Niên có gọi sang cho một cái văn phòng báo chí ở Tây Ban Nha thì họ cũng đã nói đó. Kể cả nạn nhân có bãi nại nhưng mà phía công tố viên thì họ vẫn có quyền tiếp tục vụ án này. Nếu mà xét thấy cái vụ này nó phục vụ cho lợi ích cộng đồng. Và rõ ràng từ tháng 5 năm 2022 khi mà có cái đạo luật mới về vấn đề liên quan tình dục tại Tây Ban Nha đó thì các cái vụ án mà cứ dính vô tình dục thì sẽ là cái vụ án được xem là nghiêm trọng để mà bảo vệ cho những người phụ nữ. Tuy nhiên thời điểm này thì họ đã trở về nước và trước đó thì ông Tạ Quang Đông cũng có đưa một cái thông tin thế này. Bộ Văn hóa xác nhận hai nghệ sĩ vướng cáo buộc hấp dâm sắp về nước. Không bị khiếu kiện. Đây này, Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch thông tin với phóng viên Dân trí. Hai nghệ sĩ trên không bị khiếu kiện và sắp về nước. Thì bây giờ vấn đề của tôi nghĩ rằng là thứ nhất, chúng ta cũng chờ cái phát ngôn chính thức của hai nghệ sĩ này. Kiểu gì họ cũng sẽ họp báo và cũng sẽ làm việc với những cơ quan chủ quản nơi họ đang làm việc.
Thì bên chỗ mấy cái đơn vị liên quan nơi Hồ anh làm việc họ lên tiếng rồi đó. Đầu tuần. Nếu mà hai nghệ sĩ này tuần bây giờ đó, có thể là thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó. Ổn định tâm lý, sắp xếp thời gian thì gặp gỡ và sau đó thì trả lời báo chí để rộng đường dư luận. Tôi thấy một cái điều thế này nè. Tôi vẫn suy nghĩ theo cái hướng vô tội vì sao? Vì cơ quan chức năng không kết tội và mình không có cái bằng chứng trong tay họ vào phòng họ làm gì, họ sờ mó hay họ họ hiện cái hành vi gì đó mình đâu có. Thì mình đâu thể buộc tội. Mà dân mạng vẫn buộc tội vì theo cái gì? Theo một cái tư duy kép, theo một cái ý chí chủ quan và thói quen á, cáo buộc một cách vô tội vạ. Cứ là ra đường á, mà xe to đụng xe bé thì xe to có lỗi. Không cần biết là xe bé đi đúng luật giao thông hay là có tông vào xe xe to hay không. Cứ mà liên quan cái vụ hấp diêm á, mà nghi án thôi thì cứ đàn ông là có lỗi. Cứ mà đi thi á, mà có vấn đề gì đó như cái vụ mà nam sinh của cục là đổ lỗi rất là gay gắt cho giám thị. Rồi cứ một cái vụ nào đó giữa chính quyền và người dân á, thì lúc nào cũng đổ lỗi cho chính quyền hết mà không cần biết đúng sai gì trơn. Đó là một cái xu hướng mà gọi là chúng ta hay bảo vệ cái gọi chúng ta là thấy là yếu thế và chúng ta bảo vệ bất cần đúng sai. Còn cái tư duy mà nói ở không có lửa làm sao có khói là tôi cũng rất là bức xúc. Có nghĩa rằng theo những cái nhận định mà không có lửa làm sao có khói mà cứ ai đó bị tố cáo hay là ai đó đến gặp công an làm việc, đến tòa án làm việc, đến gặp công tố viên thì người đó có tội hả? Trong cuộc đời này rất nhiều vụ án bị oan sai mà gọi là bị tố cáo để hãm hại thôi. Những cái người không có dính dáng gì đến ma túy mà bị bỏ ma túy vào cốp xe để hại đó, rất là nhiều vụ báo chí đưa tin rồi. Còn có những cái vụ mà oan sai mấy chục năm trời, ví dụ như ông Hàn Đức Lâm, ông Thanh Trấn, còn gần đến nhất là ông vụ Võ Tê tới 3 40 năm trời bị oan sai liên quan cái hành vi hấp diêm rồi giết người rồi cướp tài sản, và sau mấy chục năm trời xác định họ là bị oan bởi vì đã tìm ra được cái người gây ra hành vi đó. Cho nên đừng có bao giờ nói cái câu không có lửa làm sao có khói, bởi vì trên cuộc đời này á, có một cái hậu quả mà có thể là có nhiều nguyên nhân và có khi á, có những cái thứ mà nó chỉ là trên trời rơi xuống thôi, quả vô đơn chí thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng một khi đã suy đoán theo hướng vô tội thì mình không có quyền định một cái tội danh gì đó cho người khác khi ngay cả chính mình không có cái chứng cứ. Mình không thể là thay mặt cơ quan chức năng để quyết định cái tội danh đó. Còn cái vấn đề ông nói, người ta nói rằng ơ tại sao là không tố cáo ngược lại? Mọi người biết để theo đuổi một cái vụ kiện ở nước ngoài tốn kém đến như thế nào không? Thậm chí là tán gia bại sản để theo đuổi một vụ kiện mà mất rất nhiều thời gian. Còn ở Việt Nam sắp tới họ về nước họ có thực hiện cái hành vi pháp lý nào đó với ai đó vu khống họ hay không? Thì cái đó chúng ta chờ. Chứ không phải là chưa gì là chúng ta cứ buộc tội. Cái việc sắp tới cơ hội nghề nghiệp của họ như thế nào, hoạt động nghệ thuật của họ thế nào thì câu chuyện nó để sau. Chúng ta vẫn đang muốn chờ đợi là họ sẽ trả lời chính thức báo chí như thế nào. Ở đây tôi vẫn nói lại cái quan điểm, tôi không biết họ có thực hiện hành vi nào đó với cô gái kia hay không. Không biết, vì mình đâu có chứng cứ. Nhưng tại vì mình không có chứng cứ và mình thấy có những cái điều rất là khả nghi trong cái lời khai của cô gái này. Trong mười mấy phút mà một cái tổ hợp bao gồm rất nhiều hành vi. Và cô ta báo với bệnh viện ngay. Xin lỗi, báo với cảnh sát ngay, đến bệnh viện để mà khám ngay. Thì nếu mà có những cái chứng cứ đủ mạnh thì tất nhiên là cái vấn đề mà để mà xử lý hay là buộc tội hai ông nghệ sĩ này rất là dễ mà. Còn nói là đừng có ở Tây Ban Nha, ở nước ngoài đừng có ngồi đó mà mua chuộc cái đồng tiền Tây Ban Nha và đồng tiền Việt, đồng tiền euro. Tây Ban Nha thì sử dụng euro,
và đồng tiền Việt mà qua đó để mà mua chuộng, dễ mua chuộng hả? Mà người thấy là riêng cái khoản báo chí, truyền thông báo chí của Tây Ban Nha cũng chặt chẽ không? Họ có một cái đội ngũ luật sư duyệt bài trước khi mà ra một cái bài báo nào đó. Và một cái vụ mà dư luận của Việt Nam cực kỳ quan tâm, gọi là xôn xôn quan tâm, báo chí đưa tin miệt mài, các kênh tự do cũng thế, tôi cũng thế. Nhưng mà báo chí Tây Ban Nha là gì? Đầy kiệm lời, chỉ có hai bài thôi mà không nêu danh tính luôn. Họ rất là tôn trọng về cái quyền cá nhân, vì cơ bản là cá nhân đó chưa bị buộc tội. Còn mình nó chỉ nghe thông tin, chấp nhận nghe thông tin rất là bậy. Tôi thấy vụ này hai nghệ sĩ cũng bị đổ lỗi, bị đặt rất là nhiều chuyện. Cá nhân tôi theo vụ này thì không có bịa đặt, mà chỉ có đưa những cái thông tin nó cũng có cơ sở, phân tích nhưng mà cũng có những cái cơ sở. Thì tóm lại là theo cái sự xác nhận của bên Tạ Quang Đông, ông Tạ Quang Đông á, thì hai nghệ sĩ này đã về nước rồi. Chúng ta cũng chờ sắp tới xem thử tình hình như thế nào, chứ tôi cũng không nói dông dài thêm. Nhưng mà rõ ràng á, tôi vẫn vẫn rất là hy vọng rằng là họ không có thực hiện hành vi đó, và tôi cũng rất chờ đợi có những cái đơn khiếu nại tố cáo của hai nghệ sĩ đối với lại những cá nhân, những ai đó mà đưa thông tin sai sự thật về họ. Thì tôi vẫn chờ, còn động thái đó họ có hay không thì tôi không biết. Và tôi vẫn hy vọng là khán giả trên kênh của Champina đó, nếu mà quý anh chị đã nghe được clip của tôi thì hy vọng cũng sẽ có những cái tư tưởng, cái suy nghĩ nó tiến bộ, nó văn minh. Chúng ta bớt làm quan tòa mạng khi mà chúng ta không có cơ sở chứng cứ. Tất nhiên ở đây tôi cũng nghĩ rằng á, thứ nhất là mình phải tuân thủ theo kết luận của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Thứ hai, chúng ta có thể là cầm đèn chạy chiếc ô tô cũng được, nhưng với điều kiện chúng ta phải có cơ sở chứng cứ ha. Chứ còn chúng ta cứ nghe nghe kiểu tam sao thất bản và như thế lên mạng là buộc tội người ta, thì tôi nghĩ rằng không nên. Đó là cái bài học mà rất là đắt giá trong quá trình mà tôi làm về truyền thông, bởi vì cá nhân tôi cũng có những cái thời điểm mơ hồ trong cái việc mà nhận định về ai đó. Cho đến thời điểm này mình trải qua một cái quá trình dài, mình thấy có những cái vụ bị hàm oan, thì mình sẽ tỉnh táo ra, mình cẩn thận lại. Bởi vì á, tôi nói là cũng không chờ đợi là pháp luật sờ gáy đâu, mà luật nhân quả nó sẽ đến rất là gần, rất là nhanh cho những cái ai mà hồ đồ cứ đi buộc tội người khác một cách ưa gì nói đó, cảm tính. Nội dung thì Gemini sẽ dừng ở đây, và tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến của vụ việc để đưa tin cho quý khán giả. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.